Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tại sao cần phải xem tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021? Nam mạng sinh năm 1994, bởi vận khí con người luôn thay đổi theo từng năm khác nhau, việc nắm bắt được vận hạn trong một năm sẽ giúp quý bạn biết được mình nên hay không nên làm gì trong năm đó. Xem tử vi năm 2021 tuổi Giáp Tuất, nam mạng sẽ luận giải chi tiết cuộc sống của quý bạn theo 4 phương diện: tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Thông qua đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát nhất về năm Tân Sửu của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, nam mạng sinh năm 1994. Giáp Tuất, 28 tuổi, nam mạng sanh từ 10 tháng 2 năm 1994 đến 30 tháng 1 năm 1995. Tướng tinh, con ngựa, con rồng, xích đế, cô quạnh. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021, nam mạng mạng, hỏa gặp năm thổ là sinh xuất, xấu, chủ về hao tài, tốn của sức khỏe kém sao. La hầu, xấu, ốm đau, rối rắm hạn, tam kheo, xây sát tay chân vận niên, cầu cuồng phong, xấu thiên can, giáp gặp tân, bình hòa, thuận thành địa chi, tuất gặp sửu, lục hình, chủ về hình khác, tinh thần bất an xuất hành, ngày mồng 1 Tết, 11 giờ tới 15 giờ trưa, giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần, đi về hướng tây nam để đón hỷ thần. Luận tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2021, nam mạng về mặt sao hạn 1. Xem tử vi Giáp Tuất 2021, nam mạng về sao chiếu mạng sao. LA hầu kim tinh, sao la hầu thường mang tới trở ngại, cản trở liên quan tới pháp luật, công quyền, cẩn trọng ăn nói thị phi hay tranh cãi, nên đề phòng bệnh về mắt hay máu huyết, đề phòng tài sản hao tán do ảnh hưởng xấu từ hung tinh này. Sao hạn la hầu xấu nhất vào tháng 1, tháng 7 âm lịch, xấu nhất cho người mệnh mộc, mệnh kim, bởi sao này thuộc hành kim, la hầu nghe tưởng ví vang tháng riêng tai ách giữa đàng phải mang tháng 7 bệnh tật lan tràn cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Hai xem tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021, nam mạng về hạn tuổi hạn. Tam kheo tiểu hạn, tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương, dịch nghĩa, năm 2021 đương số nào gặp hạn tam kheo thì nên cẩn trọng sức khỏe, đề phòng tai nạn giao thông, bệnh liên quan đến xương khớp hay chứng phong thấp, đồng thời, các về mắt như mỏi mắt, mờ mắt cũng cần cẩn trọng phòng ngừa. Ba xem tử vi năm 2021 tuổi Giáp Tuất, nam mạng về tứ trụ thiên hao, địa lợi, công việc làm ăn không xuôi thuận, dễ bị hao tài, mất việc, mưu sự khó thành, thường bị chống phá, cản trở, gia đình, tình cảm tương đối tốt tuy nhiên sức khỏe bất an, ốm đau có thể làm hư hao, trở ngại cho công việc hay học hành, bản thân, gia đình, tình cảm có nhiều việc vui mừng. Bốn xem tử vi tuổi Giáp Tuất, nam mạng năm 2021 về vận niên cầu cuồng phong. Vận niên gặp cầu cuồng phong thì có nhiều chuyện bất lợi, tốt nhất không nên thay cũ đổi mới, trong công việc nên giữ chữ tín, hoàn thành tốt công việc được giao nhằm hạn chế rủi ro phát sinh, trong cuộc sống có thể kết giao với bạn bè mới, tốt bụng nhưng cẩn trọng đố kỵ, tranh chấp, hạn chế xuất tiền bạc hoặc tham gia các hoạt động cá cược mang tính chất may rủi. Năm xem tử vi tuổi Giáp Tuất nam 2021, màu sắc hợp tuổi trong năm Tân Sửu. Đối với tuổi Giáp Tuất nên dùng các màu đen là tốt nhất, từ đó mang lại may mắn, thuận lợi trong cuộc sống của mình. Quý bạn kỵ màu trắng, đây là màu sắc sẽ tạo nên những cản trở, những khó. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Khó khăn cho cuộc sống, kết luận về mặt sao hạn, đây dự báo là một năm không được tốt về mọi mặt, đường công danh cũng như công việc làm ăn của mình, về mặt tình cảm, tình duyên. Gia đạo cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, bất hòa, quý bạn cũng cần lưu ý về sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề liên quan đến dạ dày và đường tiêu hóa. Luận tử vi Giáp Tuất 2021, nam mạng về sao chiếu theo năm 1. Xem tử vi Giáp Tuất nam mạng 2021 về cung tiểu vận có các sao cố định, thiếu âm, thiên la, mộc dục, tuần, triệt là bộ sao chủ về việc làm ăn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khác nhau. Dự báo sẽ là một năm khó khăn, quý bạn không nên có sự thay đổi về việc làm ăn của mình. Hai xem tử vi nam Giáp Tuất năm 2021 tại cung xung chiếu có các sao cố định, phúc đức, quả tú, địa võng, kình dương, tử là bộ sao chủ về những sự bất lợi khi quý bạn đi ra ngoài làm việc hay giao tiếp, quan hệ, tuy nhiên quý bạn được hưởng phúc của tổ tiên để vượt qua khó khăn, gặp hung hóa cát. Ba tử vi năm 2021 tuổi Giáp Tuất nam mạng tại cung nhị hợp có các sao cố định, thiên quan, phượng các, giải thần, lộc tuần, bác sĩ, mộ, bạch hổ là bộ sao chủ về hứa hẹn có tiền bạc, tài lộc từ bên ngoài đưa tới hoặc có những sự thay đổi nhất định liên quan đến nơi ăn trốn ở. Bốn tử vi tuổi Giáp Tuất nam mạng năm 2021 tại cung tam hợp có các sao cố định, long đức, thiên hỷ.
Đà La Tuyệt, Lưu Niên Văn Tinh, Suy, Trực Phù, Đại Hao là bộ sao chủ về gia đình, bạn bè có những tin vui, thế nhưng quý bạn cần đề phòng vấn đề liên quan tiêu pha nhiều trong việc làm ăn cũng như ở trong cuộc sống. Kết luận, đây là một năm ẩn chứa rất nhiều điều khó khăn, vạn sự đều gặp phải những điều cản trở dẫn tới không được như ý muốn, tình cảm trong gia đình thì không được tốt. Thường sinh ra mâu thuẫn, cùng với đó là sức khỏe kém, thường có sự đau ốm, tiền bạc thì có những sự hao tán nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021 Nam Mạng 1 về phương diện công việc, ngoại giao trong năm nay dự báo là một năm khó khăn về việc làm ăn, mọi chuyện đều gặp phải những cản trở, có thể nói chuyện ngoại giao sẽ rất tốt, tuy nhiên không mang đến nhiều điều may mắn. Thuận lợi, hai về phương diện tài chính năm nay quý bạn sẽ không kiếm được nhiều, điều này cũng một phần do những khó khăn về công việc, thế nhưng lại cần phải chi tiêu rất nhiều vào các chuyện khác nhau, từ làm ăn, kinh doanh, công việc, cho tới cuộc sống, người thân đều cần phải tiêu pha tiền bạc. Ba về phương diện gia đạo năm 2021 Tân Sửu dự báo quý bạn sẽ không được tốt về gia đạo. Thương nảy sinh những mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình mình, và nếu quý bạn đã lập gia đình thì tình cảm cũng không được tốt, vợ chồng sẽ sinh ra tranh cãi. Bốn về phương diện sức khỏe tuy còn trẻ tuổi, nhưng năm 2021 dự báo sức khỏe của quý bạn sẽ không được tốt, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa, cần phải đề phòng cẩn thận, cụ thể hơn là có thể gặp vấn đề về tiêu hóa. Dạ dày hoặc đau ốm thì sẽ lâu khỏi. Phương pháp giải hạn tử vi Giáp Tuất Nam Mạng 2021 một cúng sao giải hạn sao La Hầu đầu năm nên cầu an, giải hạn mỗi tháng và nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch và cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng bắc làm lễ, bài vị dùng giấy vàng và ghi thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân, rồi khấn cung thỉnh thiên đình bảo thủ cung đại thánh. Thân thủ La Hầu tinh quân vị tiền, La Hầu tránh thất kiến hung tai mùng 8 ngày cúng cờ nay màu vàng đèn thời 9 ngọn rõ ràng lạy về hướng bắc ngọc hoàng chứng cho hai sử dụng số điện thoại hợp tuổi Giáp Tuất để giải hạn. Ngoài cúng sao giải hạn, trong năm nay quý anh nên dùng sim phong thủy hợp với tuổi 1994 để kích thêm về sức khỏe cho. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tử vi tuổi Giáp Tuất Nam Mạng năm 2021. Ba giải hạn nam tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2021 tuổi Hợp, người sinh năm 2004 và người sinh năm 1996, đây là hai tuổi mang lại nhiều may mắn. Tuổi Kỵ, đó là tuổi 1984 và tuổi 1992, đây là hai tuổi không tốt mang nhiều sự buồn phiền. Bốn luận tháng tốt xấu năm Tân Sửu 2021 tháng xấu, đối với tuổi Giáp Tuất Kỵ nhất tháng 4 và tháng 7 âm lịch, đây là các tháng xấu nhất chủ về gặp thị phi và nhiều chuyện buồn. Tháng tốt. Tháng tốt nhất tuổi Giáp Tuất là tháng 2 và tháng 9 âm lịch, đây là tháng tốt nhất để làm mọi việc và đạt được ước muốn. Luận tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021 Nam Mạng theo tháng 1 xem bói. Tuổi Giáp Tuất 2021 Nam Mạng vào mùa xuân tháng 1, đầu năm vạn sự không có gì thay đổi, quý bạn cứ vui xuân cùng gia đình mình, và chỉ cần lưu ý một chút đến vấn đề trong nhà sẽ có người già đau ốm. Tháng 2, quý bạn sẽ đón nhận những sự may mắn, hanh thông liên quan đến tiền bạc, tài chính, nếu có gặp phải đau ốm, bệnh tật thì cũng sẽ nhanh chóng qua khỏi, có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tháng 3, trong tháng này hứa hẹn sẽ có tin vui liên quan đến việc trong gia đình thêm người thêm cuộc, có thể là liên quan đến hỷ tín hoặc đón thêm con cái về với gia đình. Hai xem vận mệnh tuổi Giáp Tuất năm 2021 Nam Mạng vào mùa hạ tháng 4, trong gia đình quý bạn trong tháng 4 có thể nảy sinh mâu thuẫn, làm mất đi hòa khí, đồng thời cần phòng chuyện buồn từ bên ngoài đưa tới. Tháng 5, dự báo trong tháng này quý bạn có những sự hao tán về tiền bạc, cùng với đó là sức khỏe không được tốt, cần lưu ý, đặc biệt là liên quan đến ăn uống. Tháng 6. Quý bạn trong tháng 6 sẽ có những sự thay đổi về công việc hay chuyện làm ăn của mình, ngoài ra cần lưu ý sẽ có kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng mình. Ba xem vận hạn tuổi Giáp Tuất năm 2021 Nam Mạng vào mùa thu tháng 7, công việc, chuyện làm ăn, ngoại giao của quý bạn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, tốt nhất là chớ nên mở mang thêm những cái mới, nên giữ nguyên lề lối cũ. Tháng 8, quý bạn sẽ có được lộc về đường ăn uống và có quý nhân giúp đỡ, thế nhưng cũng cần chú ý sức khỏe của mình không được tốt. Tháng 9, trong gia đình dự báo sẽ có tin vui liên quan đến hỷ tín hoặc những may mắn tổng cuộc sống. 4 xem tuổi Giáp Tuất năm 2021 Nam Mạng vào mùa đông tháng 10, quý bạn cần lưu ý kẻo gặp phải cửa quan khi tiến hành những công việc của mình.
hoặc sẽ gặp những khó khăn, khiến cho công việc không được thuận lợi. Tháng 11, quý bạn sẽ gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiêu hóa, ăn uống kém. Tháng 12, trong tháng này quý bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống được thuận lợi hơn. Tuy nhiên quý bạn vẫn cần lưu ý kẻo bị mất mát về tài sản. Trên đây là phần luận chi tiết tử vi Giáp Tuất 2021 nam mạng. Bây giờ, quý bạn đã biết mình nên và không nên làm gì trong năm mới Tân Sửu, hay xây dựng kế hoạch của mình một cách chi tiết nhất để đón thành công và đẩy lùi khó khăn trong cuộc sống. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn.